Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ mời tất cả quý vị và các bạn cùng tham quan và chiêm bái ngôi chùa Từ Phong ở huyện Từng Guộc, tỉnh Long An. Xin mời tất cả quý vị cùng vào trong để tham quan và chiêm bái. Và khi vào bước vào bên trong ngôi chùa này, chúng ta thấy là một khung cảnh rất là đẹp. Và đây là toàn cảnh của ngôi chùa Từ Phong. Và phía trước là một khu vườn sở tích của Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đây là các vị La Hán. Phật Thích Ca đang tọa thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Và xung quanh là các vị La Hán. Đây là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cứu khổ chúng sinh. Và dưới mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát là có một cái hội sen rất là lớn và rất là đẹp, rất là nhiều sen. Và phía trước là có các vị hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong cái hang của thờ mẹ Quan Bồ Tát thì có một cái máy để chúng ta xin sâm tự động. Chúng ta có thể lấy một cái đồng tiền này và
chúng ta bỏ vào ở nơi đây và xin sâm sẽ được từ trong chạy ra đây là xin sâm tự động. Và tiền thì chúng ta tùy hỷ công đức vào cái thùng này. Hai cái nước đó, cái chày đó mà có cái nước bên đây cũng có nữa mà, đó cái chiếc cái cây nhỏ kìa. Mà có mấy cái xe nữa, xe đâu? Khi đặt chân tới nơi này thì cảm giác rất là vui và nhìn cũng rất là đẹp, vì đây giống như một mộng lai tiên cảnh. Đây là những hình ảnh tái hiện lại bốn thầy trò đường tăng. Quả thật khu này rất là đẹp. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, nếu ai đang ở tỉnh Long An này, huyện Cần Giờ, thì có thể đến đây một lần để trải nghiệm và tham quan chiêm bái ngôi chùa Tự Phong này, rất là đẹp. Và những bạn ở trên Sài Gòn xuống nơi này thì cũng khoảng có 23 cây mà thôi, đi cũng khoảng 1 tiếng 15 phút là tới. Và ngôi chùa này rất là đẹp. Đây là toàn cảnh của ngôi chùa Tự Phong, huyện Cần Giờ, tỉnh Long An. Rất nhiều trái, quá trời trái luôn. Nhưng mà mình không thể hái những trái này được, vì đây là cây của chùa, mình chưa được phép của các thầy thì mình không thể tự hái được. Rất là nhiều đây, quá nhiều. Đây là toàn cảnh khu vườn hoa rất là đẹp, hoa vạn thọ. Và khi clip này được đăng lên thì mình hy vọng những người yêu mến những ngôi chùa thì đến đây tham quan cũng như trải nghiệm những khung cảnh tại nơi này, chùa Tự Phong, huyện Cần Giờ, tỉnh Long An, một ngôi chùa rất là đẹp. Và khi đến ngôi chùa thì chúng ta đốt nhang, và khi đi về chúng ta hãy cột cái này lại. Đây là bỏ lại cho con, bỏ lại cái xui xẻo của con tại nơi này, mình bỏ lại và mình đi.
Mấy mất tiêu rồi. Ai chắc trùa đi vậy? Bạn ăn trái khế của con rồi. Hôm nay cũng có con ăn nữa nè. Bạn ăn vậy. Ai hái không mày, tao cho nè. Anh đi. Không, anh cho trong bữa đó. Ừ. Mà trong bữa nó không ra đem cho. Anh không, chú em. Ấy đi. Chùa ơi mấy thằng.